Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta có thể tạo được một background về mỹ phẩm. Khi mà các bạn đã hiểu rồi á, thì các bạn sẽ chủ động tạo được những cái mẫu mà các bạn mong muốn. Các bạn sẽ không phải phụ thuộc vào các cái thư viện có sẵn hoặc là phải đi mua, mà chúng ta có thể tự tạo theo cái ý tưởng của chúng ta. Rồi, và bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết nhé. Đầu tiên là các bạn hãy tạo cho mình một cái file mới nhé, và file new chúng ta là Ctrl N. Các bạn hãy để tên cho nó đi, mình sẽ để tên là background chẳng hạn. Ở đây là một cái độ rộng và chiều cao á, thì các bạn hãy để cho mình là kích thước vuông, bao nhiêu cũng được nhưng bắt buộc phải vuông. Và lý do tại sao thì các bạn hãy theo dõi và các bạn sẽ tự hiểu nhé. Cái phần resolution có nghĩa là độ phân giải. Các bạn muốn để in thì các bạn nên để là 300. Còn là banner ở trên website thì các bạn hãy để là 72. Ok giúp mình này. Sau đó các bạn hãy kích đúp vào cái màu foreground, chọn cho mình cái màu đỏ tươi đi. Mình sẽ làm màu đỏ tươi nhé. Ấn Alt đen để tô này. Đến đây thì các bạn hãy chọn cho mình vào cái công cụ là Rectangular Tool này, viết tắt là M. Chọn cho mình một cái điểm ở giữa ở đây. Các bạn nhớ giúp mình này, cái chọn cái ở giữa như này ấy, thì các bạn đừng nên chọn rộng quá. Các bạn chỉ chọn ở cái độ rộng vừa phải cái vùng chọn thôi. Mình viết tắt là D, chuyển màu foreground. Sau đó các bạn ấn cho mình phím Ctrl Shift N. Mình sẽ tạo một cái layer mới này. Mình sẽ để là màu trắng, tại vì chúng ta sẽ sử dụng màu trắng mà. Ấn Alt đen này, Ctrl D để xóa cái phần vùng chọn đi. Đến đây rồi thì các bạn hãy vào cho mình Filter, Styling, Win. Các bạn nhớ nhé, mình tạo cái tua rua bằng cách là mình tạo bằng cái hiệu ứng là giống như là tạo gió thổi, hiệu ứng gió thổi ở trong Photoshop. Method các bạn hãy chọn là Win này, From the Right, ấn OK. Và các bạn sẽ nhìn thấy hiệu ứng của chúng ta đây đúng không? Và mình muốn lặp lại thì các bạn hãy vào Effect này. Các bạn nhìn ở trên của nó này, Ctrl F là chúng ta sẽ lặp lại lần thứ hai. Ví dụ mình muốn lặp lại lần thứ ba thì các bạn ấn thêm một lần nữa, lần thứ tư ấn thêm một lần nữa nhé. Sau đó thì các bạn hãy Ctrl T, chúng ta sẽ xoay ngang nó ra. Đến đây thì cái phần màu trắng á, các bạn hãy vào phần Filter, Distort, Polar Coordinate này. Chọn cho mình cái ở trên cùng. Đó, sau đó ấn OK. Rồi, vậy là chúng ta đã tạo xong được cái phần vòng tròn mà có cái ánh sáng nó tủa ra rồi đấy. Và các bạn biết lý do tại sao mình lại khuyên là các bạn để kích thước vuông rồi đúng không? Tại vì cái vòng khi mà chúng ta tạo một cái vòng tròn như vậy á, thì nó bắt buộc phải là vuông, chứ nó không thể là hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì nó sẽ ra cái hình ellipse nha các bạn nhé, và nó sẽ không kín. Rồi đến đây thì các bạn hãy Ctrl Z để chúng ta sẽ nhân đôi cái layer ánh sáng này lên. Ctrl T thu nhỏ lại, nhưng mà nhớ nhá, đừng có thu nhỏ như vậy mà các bạn chỉ thu nhỏ một chút xíu thôi. Như này là không được này. Đây, đó, một chút xíu như vậy thôi. Enter. Và bây giờ cũng giống như trong Illust, bạn muốn lặp lại cái bước như vậy đúng không? Các bạn muốn copy và thu nhỏ lại, lặp lại nhiều lần, thì các bạn hãy ấn cho mình cái phím tắt là Ctrl Shift Alt T. Đó, các bạn hãy để ý cho mình cái phần layer này này. Các bạn sẽ thấy mỗi một lần mình ấn cái tổ hợp phím này, nó sẽ copy thêm một cái kích thước như vậy. Và mình sẽ ấn nha, các bạn để ý giúp mình nha. 1, 2, 3, 4, 5. Khi mà các bạn đã copy xong rồi thì các bạn hãy kéo cái phần này xuống này. Đó, các bạn chọn cho mình giữ shift này, chọn cho mình đến cái layer đầu tiên. Đó, Ctrl E lại. Mình sẽ match toàn bộ về cái phần này, tạo thành một cái layer bình thường thôi nhá. Sau đó là đến đây các bạn hãy để ý giúp mình này. Các bạn hãy vào cho mình cái công cụ là Filter, Blur. Mình sẽ làm nó mờ đi một chút thôi. Tiếp đến là các bạn hãy Ctrl Shift N. Các bạn hãy để cho mình là ở đây là vòng tròn nhé. Sau đó chọn cho mình vào cái Ellipse Tool, phím tắt là U này, ấn Shift để chúng ta sẽ có một cái hình tròn. Nhớ này, ở cái khu vực bên tay trái, các bạn hãy chọn cho mình là cái kiểu vẽ là Path. Đến đây thì hãy
nháy phải này. Mình sẽ chọn cái kiểu stroke bar theo cái tool là của Brass các bạn nhé. Ấn OK. Và các bạn sẽ thắc mắc với mình là cái phần này là có phải là mình có sẵn không, hay là mình phải cài đặt từ cái phần Brass, mà làm sao mà nó có được những cái vòng tròn chấm như này. Vậy thì mình sẽ Ctrl Z lại này. Ở đây á, trước khi làm cái bước này thì các bạn phải vào cho mình cái công cụ là Brass Tool, phím tắt là B này. Ấn F5 để các bạn sẽ chọn cái kiểu Brass mà các bạn mong muốn. Mình sẽ vào Brass Preset này. Ở đây thì các bạn kéo cái thanh trượt của nó thì sẽ thấy rất là nhiều các cái kiểu preset của nó. Thì mình sẽ chọn cái kiểu này. Đây là cái kiểu số 30. Rồi, ấn nó đi. Ấn lại F5 giúp mình. Và các bạn sẽ thắc mắc với mình là vậy mình có thể thay đổi cái các cái chấm tròn này được không? Hoàn toàn được. Các bạn hãy để ý cho mình cái phần size, cái kích thước chung á, nó sẽ là to nhỏ. Phần spacing nhá, các bạn nhìn này, spacing có nghĩa là khoảng cách giữa các cái hạt này với nhau. Khi mà cái phần trăm càng lớn thì các hạt nó càng xa nhau, đúng không? Vậy thì mình sẽ cho nó gần nhau một chút. Đó. Nếu như dày một chút á, thì các bạn hãy để thông số nó dưới 100. Còn nếu như mà trên 100 là nó sẽ giãn khá là xa nhau đó các bạn. Có những cái thông số khác thì các bạn hãy tự thay đổi để khám phá nhé. Mình sẽ đặt tạm cái thông số nó là như vậy. Rồi, ẩn nó đi, mình sẽ quay trở lại cái Sharp Tool của mình ở đây là. Đó, nhớ nhá, chọn kiểu Path này, nhánh phải, Stroke Path. OK, rồi, F7 đi. Sau đó là các bạn Ctrl T này. Các bạn có thể cho to, cho nhỏ tùy ý. Giả sử ở đây, mình sẽ làm như vậy này. Các bạn Ctrl Z, Ctrl T. Các bạn hãy xoay chéo đi một chút, thu nhỏ lại. Tiếp tục chúng ta sẽ tạo một cái layer mới, Ctrl Shift N đi. Mình sẽ để là vòng tròn nhỏ nhé. Vẽ tiếp cho mình một cái Ellipse Tool, nhưng nhớ vẫn phải chọn Path giúp mình. Shift này. Đó. Các bạn hãy ấn phím tắt là B, mình sẽ cài đặt lại cái thông số của Brass giúp mình nhé. Ấn F5. Mình sẽ cho cái size của nó nhỏ hơn. Chiếc kia là hơn 30 đúng không? Bây giờ mình sẽ để là khoảng 12 thôi. Ok. Quay trở lại cái Ellipse Tool, nhánh phải, Stroke Path, Brass. OK. F7 layer này. Mình sẽ đặt vào chính giữa. Ấn Delete đi. Chúng ta xóa cái đường Path đó đi. Ctrl T này. Và bây giờ thì các bạn hãy lặp lại các cái bước như vậy đến khi mà chúng ta sẽ được cái sản phẩm hoàn chỉnh nhá. Mình sẽ lặp lại các bước tương tự như vậy. Mình sẽ cho một cái lọ mỹ phẩm nào đó vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy cái giao diện chúng ta, cái màu background của chúng ta chưa cùng với màu sản phẩm. Mình sẽ sử dụng công cụ Eyedrop này, đổi cái màu nó đi, chọn cái layer and then rồi. Vậy thôi. Đó. Và đây là kết quả của chúng ta. Nếu như bạn nào mà muốn nó có thêm một chút hiệu ứng nào đó thì các bạn hãy sử dụng cái lệnh Layer Style để chúng ta thay đổi nhé. Rồi, và nội dung của mình cũng chỉ đến như vậy thôi. Bạn nào mà yêu thích cái nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nha. Tạm biệt.